Trưa ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay Đông Mang, Vương quốc Thái Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Đại hội đồng lần thứ 40, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA 40. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch IPA 40 Chanlipay từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 8. Đón đoàn tại sân bay Đoang Muang về phía Vương quốc Thái Lan có Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Vương quốc Thái Lan Suphachai Pawsu, Tổng Thư ký Hạ viện Sorasak Penve và một số cán bộ Hạ viện. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan. Với hoạt động đa phương tham dự IPA 40, trọng tâm của hoạt động lần này là việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch IPA từ Chủ tịch Hạ viện Thái Lan theo nguyên tắc luân phiên, tổ chức Đại hội đồng IPA 41 vào năm 2020 và các hoạt động khác trong khuôn khổ năm Chủ tịch IPA. Bên lề hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với một số trưởng đoàn tham dự IPA 40. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan với mục đích làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, hai quốc hội, qua đó tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Thái Lan về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận về phương hướng tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược nói chung, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng.